lần nãy vô mắn rồi đúng là may mắn luôn đến với những người hiền lành như nhẫn ta đây cuộc đời đưa đẩy cho nhẫn ta phát hiện ra đầu tiên à khi cái bí mật này được đưa ra thì sao ta chắc chắn báo chí sẽ giết về nhện, phóng viên sẽ ghi hình nhện lên đài nhẫn ta sẽ được lưu tên vào sách vở sẽ được nổi tiếng yeah ủa cái gì vậy trời Trưa nắng trang trang mộn nhện nó làm gì mà la làng la sớm vậy cả Có khi nào nắng quá ông sản không trời Chết 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 Anh nhỏ anh nhỏ Anh có bị làm sao không đó quơ ừ, Hả Là mày hả cái thằng bướm kia Có gì lại đây nói chuyện mày Thiệt cái thằng làm giật cả mình Mỗi lần gặp nó không có chuyện gì tốt hết <laughs> Nói gì nhỏ nhỏ lắm bẩm đâu anh Tính của anh thì hay làm chuyện mờ ám chắc vậy cho nên có tật giật mình chứ tự nhiên làm gì tách em ạ à. à hay là còn nhớ cái chuyện hôm bữa cái vụ mà em lấy cái bí kíp đông xuân của anh em đi chia sẻ cho bà con đó hả <laughs> tao đâu có nhỏ mọn như mà nghĩ mày thực ra thì có cái gì hay cũng nên chia sẻ cho mọi người như vậy xã hội mới tốt đẹp nhân loại mới phát triển chứ anh mày cũng đang muốn chia sẻ một thông tin mới cho mọi người nghe. ủa vậy bữa nay ai nhập anh ha nhỉ trời đất ơi hay là chưa nắng nóng quá Cái cây đầu óc anh có vấn đề nói thiệt chỗ quen biết em khuyên thật lòng bỏ bớt rượu chè đi ông anh ơi em thấy dạo này anh đổi tính rồi đó nghe bình thường thì ki bo giấu giếm bữa nay bị đặt chia sẻ chia lơ đồ nữa chứ sao mày sống trên đời cần có một tấm lòng để làm gì để gió cuốn đi mà đi càng xa càng tốt như vậy thì tiếng tâm của nhà nhện mới được lan tỏa chứ mày ủa làm sao nữa anh nói cái gì đâu mà em không có hiểu gì hết trơn á khó cái gì thì nói đại ra đi bữa nay bị đặt úp úp mở mở nữa coi như em năn nỉ anh được chưa nói đi thôi được rồi nếu chú mày thành tâm muốn biết thì anh đây xin thành thật trả lời tao vừa phát hiện ra một loài dịch hại mới chưa từng xuất hiện trên ruộng lúa à, ha nếu tin tức này được công bố thì từ nay nhà anh ta sẽ được nổi tiếng. Lúc đó muốn nhậu với anh cũng khó lắm mà nghe. Anh bận, anh bận lắm. <laughs> bận biểu đồ nữa. sao? Anh đang tỉnh hay đang mơ vậy? Bây giờ là 12 giờ trưa à ngang. Gì mà tỉnh hay mơ? Khẳng định 100% với mày là anh mày tỉnh. Và khẳng định 1000% với mày là loài này mới xuất hiện trên ruộng lúa luôn. Thiệt là có lời đó nữa hả anh? hồi đó tới giờ em cái gì chứ dịch hại côn trùng ở trên lúa là em biết hết à ngang sao em không biết con này vậy cả đâu anh cho em coi thử coi em hứa với anh á là lần này em không có đi khoe với bà con nữa đâu thì lần này phải đi khoe à khoe cho nhiều vô mới được nghe lại đây tao cho mày coi cái con này nè đâu anh đó thấy chưa khoái rồi phải quen, không quen vậy cả <laughs> khoái tao đón trước là mày khoái khi Đồ... gặp được loại mới thì ai cũng khoái chí Sao, thấy sao chú em <laughs> Khoái, em, em cười chết với anh quá Em cười ở đây á, không có phải là em khoái Mà là em cười vô mặt anh đó Trời đất ơi trời, cái con bò xích đen nó hại lúa Em biết con này nó xuất hiện lâu dữ lắm rồi Anh mới biết, bị đặt nó mới phát hiện rồi Là nữa. Làm sao, con này mới mà mày mày đừng có dở trò đặc điều rồi cướp bản quyền của tao nha mày trên lúa ở đó giờ làm gì có con bò xích đen nào nó dốc mày mày im nói chuyện coi cười hoài <cười> em mệt em cười muốn xỉu với anh vậy đó em lại anh ai nói với anh là trên lúa không có cái con bò xích đen vậy người ta có lâu dữ lắm rồi từ cái thở mà sơ khai mới trồng lúa là có rồi mà đây anh, anh mới coi lần đầu mới thấy bị đặt tự phán này nọ tự chế ra dịch hại mới nữa chứ đây nè, nói có sách thì mắt phải có chứng giáo trình cây lúa trang 284 bỏ xích đen nữa đó, đó đó đó, cái chữ cho bá đó anh thấy không đọc đi thiệt, cái này mà lúc đầu ha, mà anh đem đi anh công bố cái chắc người ta cười thúi đầu anh luôn anh nhỉ đâu đưa đây để tao đọc coi giáo trình cây lúa trang 284 bỏ xích đen tên tiếng Anh Rye Blackbuck được ghi nhận là loại côn trùng hại lúa từ rất lâu con nhỏ màu đen cam, trưởng thành có màu đen hoặc nâu hạt dẻ, có đốm trên lưng. Ủa sao thấy giống giống mà nghe. Chúng chích phúc nhựa cây làm suy yếu, vàng giọt, chết lúa, nhìn xa như trái gầy. Chúng sống tập trung gần gốc lúa, thích điều kiện ẩm ướt, chỗ chủng cho ruộng. Chúng để trứng xếp dọc trên lá, trứng nở sau 6 ngày. Cách phòng trị tương tự rầy nâu. Ủa? Sao rồi anh? Ủa sao tự nhiên đang đọc cái em ru vậy à? Học hẳn cảm xúc rồi hen. Thôi, tự ái cái gì không biết à. Tôi như mình biết thêm một cái chút kiến thức gì đó chứ có gì đâu. Đỡ hơn bị cười vô mặt à ngang. <laughs> tự ái gì? Ai biểu sách viết gì có chút xíu ai để ý. Viết phải viết rõ, viết dài như sâu đục thân mà đâu ôm gì nè. Người ta thấy quan trọng người mới đọc chứ. Cái trời đất cơ anh ngang ngược vừa thôi. Anh nói vậy mà anh nói được. Lúc nào anh cũng cải lý cái phần đúng của anh hết á. À người ta viết ít thì có nghĩa là nó kém quan trọng rồi nó không có ảnh hưởng tới cái năng suất vậy nói thôi nói sao không nghiêm trọng mày nó chích thúc người chết cả công đất của tao kìa chết khô không còn một cọng lúa xanh vậy mà mày nói không nghiêm trọng là sao Cái trời đất một cái loại dịch hại á mà người ta gọi nghiêm trọng khi nó tấn công trên cái diện rộng kìa hay là đại trà trên toàn cái vùng miền của mình của anh thì người ta gọi là cục bộ nó chỉ có chấm nhỏ xíu trên bản đồ hả à. thôi coi như may mắn gặp được con bò xích đen lần đầu đấy ông anh ơi ừ sẵn thì em nói cho anh nghe luôn có nghĩa là trên lúa nó sẽ còn cái bò xích thôi và cái con bò gai nữa bò gai ăn lá với bò xích thôi thì nó chích thúc ở trên bông á còn con bò xích đen thì anh biết rồi đó nó chích thúc ở dưới gốc làm cho trái như trái rầy vậy hả em nói anh nhớ cho kỹ để nữa lỡ gặp cái la làng lên là loài mới nữa anh nghe <laughs> nhắc lại mắc cười Thôi em đi ạ, à, để đứng đèn hỏi cái anh kia. Ê đứng nữa. lại cái thằng kia, chưa xong chuyện mà phủi đích đi hả mày, giải thích dông dài cho đã rồi sao mày không chỉ cách xử lý luôn, bị một công chưa đủ không lẽ mày muốn nó lan ra hết ruộng tao luôn hả? Ủa, em tưởng đâu anh phát hiện ra nó thì anh cũng biết cách quản lý rồi chứ, mình nói chơi chứ đây nè, nói anh nghe, mình đánh cái bài cũ nghe anh. Bỏ xích thì cứ việc lấy thần công cộng thấm sau 30 giây là hay nhất rồi còn gì nữa. Cái con bỏ xích đen này á, thường nó gây hại tập trung. Cho nên anh cũng không có cần phải phun hết đất đâu. Chỗ nào nặng thì cứ phun ngay chỗ đó. Rồi phun lan ra chừng một hai tầm để khoanh dụng nó lại là được rồi. Sao? Em nói vậy hiểu em không? Ờ, hiểu, hiểu rồi. Thiệt tình mỗi lần gặp cái thằng này không có gì vui hết. Tưởng được nổi tiếng tới nơi ai ngờ giờ phải lo đối phó với con bỏ xích đen này thôi đi đâu đi đi mà cấm mày không được kể chuyện này cho tụi ve tụi ông nghe đó nghe mày mà kể là chết với tao à biết rồi em không có kể đâu đó tới giờ em nhắn tin không à thôi em đi à